Bình thường mà kêu ngồi đó dễ gì chị ngồi. Điểm đầu tiên cho anh em Phạm Rầy 1-0. Phát bóng đạp mất. Điểm 1-1. Chắn bóng rất gọn gàng. Điểm cho Tô Đức 2-1. Điểm cho Làm Rầy 2-2. Một pha đánh bóng ra ngoài, điểm cho Tô Đức 3-2. Chắn bóng tốt. Điểm cho Tô Đức 4-2. Đánh bóng lọt trắng, điểm cho Hoàng Rầy 3-4. Nhân viên đứng sát vô. Đánh bóng ngoài, điểm cho Hoàng Rầy 4-4. Phòng thủ tốt, khoảng công cho anh Mười. Anh Mười vừa có một pha cướp bóng của Cường Cao. Điểm 5-4. Một pha nó lật cứu bóng nhưng không thành công. Điểm 6-4. Chắn bóng tốt. Điểm 7-4. Đánh bóng ngoài. Điểm 8-4. Chắn bóng tốt của Cường Cao. Dưỡng 9-4. Anh em tôi đúc rằng có dấu hiệu. Bóng trong sân. Điểm 10. Điểm 14. Anh em tôi đúc hội ý lần thứ nhất trong trận thi đấu thứ hai.